baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. Một tông màu trắng trang nhã và đầy tinh tế, thiết kế mới nhất của Melia ngày hôm nay sẽ là sự kết hợp khéo léo của hai nền chất liệu gen cao cấp và chất liệu chéo hàn, tạo nên những mảng phối hợp rất là bắt mắt. Và lại gần hơn thì mọi người thấy là điểm nhấn của phần thân trên chúng ta sẽ còn là một hàng cúc đá ngọc trai vô cùng sáng như thế này, đúng không ạ? Càng khiến cho thiết kế trở nên bắt sáng và sang trọng hơn. Phần tay sẽ được đánh bồng để che khuyết điểm vùng bắp tay chưa thon gọn cho các quý cô nhé. Điểm rơi eo không chỉ hoàn hảo mà sẽ còn có điểm nhấn thêm bằng những đường xếp ly như thế này, tạo hiệu ứng vòng eo con kiến cho các quý cô. Nhìn xuống phía dưới với một dáng đầm ôm thì luôn luôn có thể đẩy hông này và ăn gian chiều cao một cách tuyệt đối. Vậy thì nhìn về tổng thể, thiết kế lần này không chỉ là phù hợp mặc đi làm mà chúng ta có thể diện ở rất nhiều hoàn cảnh, đúng không? Vậy nên nếu như mọi người đã yêu thích rồi, hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như có thời gian thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.